Xin chào, tôi là Hùng, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực marketing và tôi được biết đến với là một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng cho spa, giúp cho spa gia tăng được cái doanh số bán hàng. Thì có một cái thống kê vô cùng thú vị, đó chính là cứ 10 cái spa mở ra thì sau khoảng 3 năm thì có khoảng 7 cái đóng cửa và 3 cái thì phát triển và nhân bản xây dựng được hệ thống lên rất là tốt. Vậy thì đâu là những nguyên nhân mà dẫn đến thất bại của 7 cái spa kia và cái công thức để giúp cho 3 cái spa thành công là gì? Thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn, thì các bạn thấy được ở trên này, đây chính là cái công thức để giúp cho các anh chị là chủ cái doanh nghiệp spa, chủ cái cửa hàng spa của mình là phát triển thành công ở trong cái lĩnh vực spa. Thì ở trong cái công thức này thì nó chia ra rất là rõ ràng cái phần nguồn lực các anh chị tập trung cho những cái thành tố. Ở đây nó chia làm ba cái thành tố rất là quan trọng và rất là quan trọng. Thứ nhất là sản phẩm, thì các anh chị để chỉ được tập trung khoảng 20% cái nguồn lực mà anh có vào các anh chị có vào cái phần sản phẩm mà thôi. Ví dụ các anh chị đầu tư, ví dụ các anh chị đầu tư 1 tỷ thì cái phần sản phẩm này nó chiếm khoảng 20% mà thôi. Đó, thì nó chiếm khoảng 20% thì nó an toàn hơn cho cái việc là cái công việc kinh doanh của anh chị. Vì nếu như các anh chị mà có bao nhiêu tiền mua hết sản phẩm, nhập hết sản phẩm, đến khi mà các anh chị chả có tiền mà trả cho nhân viên, cũng không có tiền để mà marketing, đúng không ạ? Và khi đấy thì doanh nghiệp của anh chị không thể nào mà hoạt động được. Và cái thứ hai là gì? Anh chị ví dụ như là đổ hết cái chi phí phần lớn vào việc vận hành, đúng không? Thì ví dụ như thuê rất là nhiều nhân viên thì dẫn đến quỹ lương tăng này, hay là không biết vận hành doanh nghiệp này đấy, hay là cái chi phí mặt bằng nó rất là lớn này, cũng như là những cái khoản phụ phí khác đấy thì nó rất là lớn. Thì nó dẫn đến là như nào? Nó dẫn đến một cái việc, một cái vấn đề, đó là cái hết tiền sau một cái quá trình các anh chị kinh doanh, đúng không ạ? Và cái công thức đúng, cái công thức để các anh chị kinh doanh thành công spa ở đây là gì? Là các anh chị phải tập trung 60% nguồn lực của anh chị vào marketing và sale. Cái con số này nó có thể thay đổi tùy theo những cái mô hình khác nhau của các anh chị. Ví dụ như là anh chị có một cái lượng khách hàng rất là lớn, lượng khách hàng thân quen rất là lớn, đúng không ạ? Từ offline, đúng không? Từ truyền thống, thì cái khoản chi phí này ban đầu này nó có thể là giảm đi, các anh chị có thể là tập trung vào hai cái này. Tuy nhiên phần lớn các anh chị sẽ phải tiếp cận, gần như là phải tìm kiếm khách hàng mới. Cho nên để các anh chị kinh doanh spa thành công thì các anh chị phải tập trung nguồn lực 60% vào marketing và sale. Thì theo các anh chị thì chúng ta sẽ tập trung vào sale trước hay marketing trước? Các anh chị có thể comment ở bên dưới để chúng ta có thể là cùng tương tác với nhau. Vì tôi là một chuyên gia về marketing sale cho nên là tôi sẽ tập trung vào cái mổ xẻ cho anh chị về 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 cái marketing và sale. Còn cái phần sản phẩm cũng như là về cái phần vận hành trong lĩnh vực là marketing và sale thì các anh chị hoàn toàn có thể tham khảo những cái video khác của những cái chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của các anh chị. Ok, và tôi thì giúp cho các anh chị là có thể là có được cái nhìn tổng quát về marketing và sale để các anh chị có thể là ứng dụng vào cái công việc kinh doanh spa của các anh chị, để giúp cho anh chị có thể là gia tăng được cái doanh số bán hàng, giúp gia tăng được doanh số bán hàng, đúng không ạ? Để giúp cho anh chị có được thêm lợi nhuận, cũng như là các anh chị có thể là có được cái thời gian để dành cho gia đình và công việc kinh doanh của mình nó bền vững, nó phát triển và trong tương lai có thể là nhân bản được lên rất là nhiều hệ thống, qua đó thì sẽ giúp cho anh chị có được thêm rất là nhiều tiền bạc, ok, và mối quan hệ. Thì quay trở lại cái câu hỏi mà tôi đã dành cho các anh chị ở phần trước, đó là như thế nào? Các anh chị sẽ tập trung vào marketing trước hay sale trước? Tôi lấy một cái ví dụ cho nó cụ thể, đó là ví dụ như các anh chị chuẩn bị mở một cái cửa hàng, một cái spa, thì các anh chị
Ví dụ như là ban đầu nguồn lực của mình chưa có, mình phải thuê bên ngoài, đúng không ạ? Mình phải thuê bên ngoài về marketing, về ví dụ như là mình thuê về đội chạy quảng cáo chẳng hạn đi, đúng không ạ? Và khi họ chạy quảng cáo thì họ tối ưu ngân sách, thì nó giúp cho anh chị mang về, nó mang về rất là nhiều số điện thoại cũng như là rất là nhiều lượt inbox ở trong fanpage của các anh chị, đúng không ạ? Hoặc là quảng cáo Google AdWords nó về số, đúng không ạ? Thì các đội sale của anh chị nó hoạt động không tốt, nó làm việc không tốt, nó không biết bán hàng, nó không biết chốt sale, nó không biết up sale, thì dẫn đến là nó không thể mời khách để về cái cửa hàng của các anh chị được. Và khi mời về cửa hàng thì nó không up sale được, thì nó sẽ làm cho cái lợi nhuận của anh chị nó bị giảm đi, nó bị giảm đi. Và khi nó bị giảm đi, nó không bù được chi phí quảng cáo, thì nó sẽ dẫn đến là các anh chị càng làm nó càng lỗ vốn. Và khi nó càng lỗ vốn như tại vậy thì nó sẽ duy trì hoạt động một khoảng thời gian, sau rồi nó cũng sẽ đi vào cái top 70% sau 3 năm. Ok, các anh chị còn nhớ cái top 70% sau 3 năm chứ? Đó là cái top mà ngủ khi mà kinh doanh spa sau 3 năm. Ok, và đầu tiên là chúng ta sẽ phải đào tạo đội ngũ về telesale, đội ngũ về sale, đúng không ạ? Đội ngũ về sale thì ở một cái video khác thì tôi sẽ cùng với lại một chuyên gia về về sale để có thể là chia sẻ cho các anh chị làm sao để chúng ta có thể là có được những kịch bản sale là khách hàng phải phải mua, khách hàng phải mua và phải mua với giá cao, phải mua với giá cao. Có cách thức để giúp cho anh chị làm được điều này và tôi sẽ chia sẻ ở những cái video khác. Ok, và ở cái video này thì tôi giới thiệu cho các anh chị tổng quan về marketing sale trong lĩnh vực spa, không chỉ spa mà nó còn áp dụng rất là nhiều những lĩnh vực khác. Ok, chúng ta được biết là có hai công cụ rất là lớn ở trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới, đó là Google về Google và Facebook. Ở Google thì có gì? Ở Google thì chúng ta nếu như bạn có một website, nếu như bạn có một website thì ở cái website này thì bạn hoàn toàn có những cái website tạo ra những website miễn phí. Tôi có thể giúp bạn được điều này. Hoặc là bạn ví dụ như thuê những cái đơn vị mà uy tín, những đơn vị cao, thì thiết kế những cái website cao cấp thì nó khoảng vài chục triệu, đúng không? Thậm chí cao hơn. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi có thể là setup cho bạn những cái website mà nó chỉ khoảng 1 triệu một năm thôi, chi phí nó khoảng 1 triệu một năm thôi, và các anh chị hoàn toàn sở hữu được một website này và mình có thể đăng bài, đăng những cái giá trị và những cái lợi ích, những cái ưu đãi của mình lên website, và cái website này phải được như nào ạ? Chuẩn SEO thì ở những cái video khác tôi sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để tạo ra được một website chuẩn SEO nhá. Chuẩn SEO là như nào? Tức là người ta cứ gõ như Google ấy, nó sẽ ra cái website của bạn và họ sẽ vào có số điện thoại của bạn, hoặc là họ vào họ để lại số điện thoại và bạn gọi, và như vậy là họ sẽ đến họ mua hàng và chi phí của bạn rất là thấp, đúng không ạ? Kênh thứ hai mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ở trong nền tảng Google đó là cái YouTube. YouTube là một cái nền tảng là chia sẻ video miễn phí và đây là một công cụ vô cùng là tuyệt vời, nên là bạn phải áp dụng nó ngay vào cái việc kinh doanh của mình. Tập trung vào YouTube. Thì ở YouTube này là một kênh hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên nếu như mà cái gì mình có chuyên gia, đúng không? Mình có chuyên gia thì họ sẽ giúp cho cái việc kinh doanh của mình nó trở nên chuyên nghiệp hơn và nó sẽ vững chắc hơn. Tuy nhiên bạn sẽ phải trả một cái khoản phí cho những cái đơn vị mà để cho sản xuất video cũng như là tư vấn setup cũng như lên cái chiến lược để giúp bạn xây dựng một cái kênh YouTube cho cái spa của bạn có tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng. Ok, nếu bạn quan tâm thì bạn có thể là inbox cái số điện thoại của bạn, comment cái số điện thoại của bạn ở bên dưới cái video này thì tôi sẽ là trợ lý của tôi sẽ liên hệ với các bạn và kết nối với cả những cái đơn vị mà tôi chơi rất là thân và giá rất là tốt cho các anh chị. Và đồng thời các anh chị hoàn toàn có thể là quảng cáo Google AdWords nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ hơi phức tạp. Ví dụ như là anh chị có một đội về marketing thì việc đấy là đương nhiên nhân viên sẽ làm. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị là tự kinh doanh và kinh doanh ở mức độ và vừa phải trung bình, đúng không?
thì nó sẽ rất là khó, rất là khó. Tuy nhiên nó rất là dễ nếu như mà mình muốn làm. Ok, thì ở những cái video khác thì tôi sẽ chia sẻ cho anh cách thức để chúng ta có thể là quảng cáo ở trên Google AdWords. Và kênh thứ hai tôi muốn nói tới là kênh Facebook. Thì ở Facebook nó có hai phần, nó là một phần là Facebook cá nhân và fanpage, thực ra nó còn có phần group nữa. Thì ở đây tôi sẽ phải bổ sung thêm ở đây là một cái phần, đó chính là như nào, đó chính là group. Group là một cái kênh bán hàng cũng rất là kinh khủng, và mình cần phải có cái cách thức để mình có thể bán hàng ở trên group nhá. Đó, thì Facebook cá nhân từ 2018 để trở lại 2016, nếu như mà bạn bán hàng ở trên Facebook cá nhân, đây là một kênh hái tiền và bán hàng qua livestream vô cùng tuyệt vời, ra rất nhiều đơn hàng. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại thì Facebook đang bóp. Sau cái hội nghị toàn cầu về Facebook ngày mùng 2 tháng 6 thì Facebook đang bóp rất là mạnh cái việc bán hàng ở trên 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 trang cá nhân, và những cái ngôn từ liên quan đến bán, liên quan đến giá, đúng không ạ? Liên quan đến bán, liên quan đến giá, thậm chí là ở trong cái phần tin nhắn nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ rich, tức là cái bài viết của bạn đã xong tiếp cận được đến nhiều người, đúng không? Và cái thứ hai tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là bán hàng ở trên group. Tôi tin chắc rằng bạn đang làm rất tốt cái việc này, đúng không? Bạn đang làm rất tốt cái việc này. Tôi chỉ tập trung ở phần fanpage để giúp cho các bạn như nào. Thì ở phần fanpage này thì các bạn có thể chạy quảng cáo, đúng không? Các bạn chạy quảng cáo thì ở cái video khác tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kia, cái cách thức làm thế nào để chúng ta có được những cái chiến dịch quảng cáo hiệu quả, tỷ lệ ra đơn hàng cao, ok, chi phí ra đơn hàng thấp. Và có một cái điều vô cùng bí mật mà ngày cả mà ở cái video là tôi muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là chatbot. Đó chính là chatbot. Tôi là một trong số rất là ít người tạo ra được hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày bằng chatbot, rất là ít người ở Việt Nam làm được điều này, và tôi là một trong số ít người làm được đầu tiên cái việc này. Và ở chatbot này nó sẽ giúp bạn được điều gì? Chatbot này sẽ giúp cho bạn chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn là tự động. Các bạn hoàn toàn là tự động nhé. Các bạn sẽ lập ra những chiến dịch chăm sóc khách hàng hàng năm trời. Đối với khách hàng đã mua hàng thì mình sẽ gửi cái điều gì cho họ, và đối với khách hàng chưa mua hàng thì mình sẽ gửi điều gì cho họ, đúng không ạ? Và mình hoàn toàn có thể tiếp thị lại nhóm khách hàng của mình, đúng không? Đó. Và cái điều tuyệt vời nữa là ví dụ như bạn có một cái chương trình ưu đãi nào đấy để kích cầu cho những khách hàng mà đã sử dụng dịch vụ của bạn hoặc chưa, để đến với cả cái spa của bạn để họ sử dụng dịch vụ của bạn để bạn upsell bán những sản phẩm khác, thì chatbot chỉ bằng một click thôi nó sẽ giúp cho bạn tiếp cận tới hàng chục nghìn người, và tỷ lệ mở inbox nó rất là cao. Hiện tại tỷ lệ mở inbox nó thường là trên 80%, và nếu như mà cái thông điệp và cái chiến dịch cái ưu đãi của bạn nó thực sự là hấp dẫn không thể cưỡng lại được thì bạn biết đấy, khách hàng sẽ quay lại và mua hàng và sẽ giúp cho bạn gia tăng được cái doanh số bán hàng, gia tăng được doanh số bán hàng, lợi nhuận được gia tăng. Và nếu như mà đội ngũ sale của mình tốt, đội ngũ chăm sóc của mình tốt, đúng không? Nó sẽ giúp cho cái công việc cả kinh doanh của anh chị nó trở nên bền vững và phát triển một cách đi lên, và sẽ giúp cho anh chị nhân bản được hệ thống, và các anh chị rất là, và anh chị sẽ nằm ở top 30%, nằm ở top 30% những cái spa phát triển thành công đấy. Thì tôi vừa chia sẻ cho các anh chị đây chính là một cái mô hình để cho các anh chị có thể là kinh doanh spa thành công. Ok, thì nếu các anh chị đang kinh doanh spa, và cái video này các anh chị cảm thấy nó hữu ích, nó có lợi ích với anh chị, và để đón tiếp những cái video tiếp theo của tôi thì anh chị hãy like và comment, nhớ like và comment để ủng hộ để tôi biết được là các anh chị đang cần được tôi chia sẻ thêm, đúng không ạ? Để tôi và có thêm động lực để chia sẻ những cái video khác hay hơn chất hơn đó.
và giúp được cho anh chị nhiều hơn vào cái việc là tăng doanh số bán hàng, tăng doanh số bán hàng. Và ở cái video sau tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị là set up những một cái con chatbot, một cái con chatbot để các anh chị có thể là ứng dụng nó vào trong cái cửa hàng của anh chị một cách vô cùng dễ dàng, mà một người không biết gì về công nghệ cũng có thể áp dụng rất dễ dàng và hiệu quả thì thấy được ngay, hiệu quả thì thấy được rất là nhanh chóng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo, và đừng quên like và bấm vào cái nút đăng ký cái kênh của tôi nhé, để bạn được nhận cái video rất là hay tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.